Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang thụ lý điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long, gọi tắt là Công ty Thăng Long, có trụ sở tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Quá trình điều tra xác định, năm 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt và giao cho Công ty Thăng Long là chủ đầu tư thực hiện dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, khu đô thị phía Bắc, đường trục trung tâm, khu đô thị phía Nam, quốc lộ 5, địa chỉ tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Công ty Thăng Long đã đền bù giải phóng mặt bằng, san lấp, thi công một số hạng mục cơ sở hạ tầng và tuyến đường trục trung tâm. Tuy nhiên, công ty chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính, chưa nộp tiền sử dụng đất, các công trình hạ tầng khu đô thị chưa được nghiệm thu, các nền đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của luật đất đai. Từ năm 2005 đến nay, Công ty Thăng Long đã ký hợp đồng chuyển nhượng 2.762 lô với khách hàng, thu trên 1.700 tỷ đồng. Để phục vụ công tác điều tra và đảm bảo quyền lợi cho những khách hàng đã ký hợp đồng với Công ty Thăng Long, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã có văn bản yêu cầu Công ty Thăng Long dừng tất cả các giao dịch liên quan đến diện tích đất tại dự án, đồng thời đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên kiểm tra giám sát và yêu cầu công ty giữ nguyên hiện trạng các lô đất tại dự án, không cho phép các khách hàng xây dựng công trình trên đất thuộc dự án nêu trên. Ngày 28 tháng 2 năm 2024, theo đề nghị của cơ quan điều tra, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên phối hợp đăng thông báo phục vụ công tác điều tra và đã có nhiều khách hàng liên hệ với cơ quan điều tra cung cấp hồ sơ, tài liệu có liên quan. Do thời hạn điều tra vụ án có hạn, để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và tiến độ điều tra vụ án, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những khách hàng đã ký hợp đồng với Công ty Thăng Long sớm liên hệ làm việc với Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan.